ra và lớn lên ở làng Pó, xã Gia Cờ Ly, huyện Chợ Rông. Năm 2013, khi vừa tròn 18 tuổi, Rơ Lan Hở Anh được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chợ Rông nhận và làm việc. Hở Anh vui lắm và tự nhủ lòng mình sẽ nỗ lực hết mình để không phụ niềm tin của gia đình và những thế hệ đã góp sức tạo dựng nên thương hiệu cao su Chợ Rông ngày nay. Chỉ những suy nghĩ như vậy nên từ khi vào làm công nhân, Hở Anh không ngừng nỗ lực rèn luyện. Hở Anh chia sẻ, thời gian đầu vào làm công nhân khai thác mủ cao su, do chưa quen với công việc, tay nghề còn yếu nên cũng gặp nhiều khó khăn. Mình tự động viên phải luôn cố gắng, chấp nhận vất vả để theo đuổi công việc mình đã chọn. Hơn nữa được anh chị em công nhân đi trước chỉ bảo tận tình, nên vậy Hở Anh đã tự hứa phải thật cố gắng để không phụ lòng tin của mọi người. Chính sự quyết tâm ấy mà chỉ trong thời gian ngắn, Hở Anh đã trở thành một công nhân trẻ có tay nghề xuất sắc. Với nhiệm vụ được giao là chăm sóc và khai thác mủ cao su, Hở Anh nhận thấy việc nâng cao tay nghề là yếu tố quyết định đến việc khai thác vườn cây đúng kỹ thuật, duy trì ổn định hết chu kỳ khai thác và sản lượng mủ tăng, đạt chất lượng cao. Nên vậy chị đã tự rèn luyện với phương châm yếu khâu nào, rèn khâu đó, dần dần tay nghề vững vàng hơn. Từ sự nỗ lực của bản thân trong công tác luyện tay nghề, nên đợt thi tay nghề nào của công ty tổ chức, Hở Anh đều được nông trường chọn tham gia và đạt giải cao. Năm 2020, chị Rơ Lan Hở Anh tham gia hội thi bàn tay vàng khai thác mủ cao su cấp tập đoàn. Với điểm tuyệt đối 100/100, chị đạt liền 3 giải, danh hiệu bàn tay vàng cấp ngành, giải công nhân người dân tộc thiểu số cao điểm nhất, giải tài năng trẻ. Anh là một công nhân của tiêu biểu của đội, thì cũng là một tổ trưởng, luôn là một người đi đầu, gương mẫu trong tất cả các công việc của đơn vị và nông trường cũng như công ty giao phó. Thì hàng năm thì anh cũng đạt được cái tay nghề là khá giỏi trở lên, và năm nào sản lượng cũng đạt và vượt mức so với kế hoạch của nông trường đề ra. Thì ngoài các công việc trong sản xuất thì anh cũng có tham gia vào các chương trình phong trào của công ty và nông trường đề ra về cái giúp nhau trở thành thợ giỏi. Thì hàng năm thì anh cũng giúp được nhiều anh em trong đơn vị là hoàn thành được cái mức được tay nghề từ trung bình lên khá giỏi. Từ thực tiễn sản xuất, chị Rơ Lan Hở Anh đã chủ động tham mưu với lãnh đạo về các vấn đề liên quan tới công tác kỹ thuật, tay nghề và có các sáng kiến trong nâng cao năng suất, sản lượng vườn cao su khai thác, tiết kiệm chi phí. Những sáng kiến của chị đã mang lại hiệu quả thiết thực và được lãnh đạo công ty ghi nhận, triển khai rộng rãi trong đơn vị. Không chỉ là công nhân xuất sắc, với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn Nông trường Suối Mơ, Rơ Lan Hở Anh đã tổ chức triển khai nhiều phong trào hoạt động sôi nổi và thiết thực, như đồng hành chăm lo đời sống của thanh niên công nhân và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Hở Anh là một phó bí thư đoàn rất là năng nổ và nhiệt tình. Tất cả những cái công việc mà đoàn giao cho thì đồng chí hoàn thành rất là xuất sắc. Đồng chí rất là năng động và sáng tạo trong các hoạt động đoàn, tích cực tham gia các hoạt động của đoàn từ đoàn công ty, đoàn nông trường. Ví dụ như là các hoạt động từ văn hóa, thể thao, văn nghệ, rồi các hoạt động như là các hoạt động từ thiện của đoàn, rồi các hoạt động lao động gây quỹ từ những hoạt động đoàn của bạn. Mà năm 2023, bạn vinh dự được nhận tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc. Và đến năm 2024, thì bạn vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không chỉ sản xuất giỏi, Hở Anh còn là một điển hình trong phát triển kinh tế. Chị cùng chồng đã tranh thủ thời gian trồng và chăm sóc hơn 500 cây cà phê, chanh leo. Từ kinh tế phụ này, mỗi năm gia đình thu khoảng 150 triệu đồng. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai, là động lực giúp tôi càng cố gắng phấn đấu hơn để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong năm tiếp theo. Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Hở Anh đã được nhận nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Giải thưởng Công nhân Cao su Việt Nam ưu tú. Liên tục nhiều năm liền, chị đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
giàu nhiệt huyết, cống hiến, trưởng thành qua sự rèn luyện, học tập, nỗ lực không ngừng của bản thân. Từ những nền tảng Rơ Lan Hợ Anh đã xây dựng, tích lũy được, chị sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, lan tỏa điều tốt đẹp.